Tiêu phung phí. Xem nào, lắp cái ao kia đi, rồi xây cái nhà 4 tầng. Sau đó làm vườn cây với đủ loại cây cảnh. Nhà mình khác gì ở thành phố đâu. Chú Tư à, thím nhắn chú ra đồng cắt nốt đống gốc rạ để gieo mạ cho kịp thời vụ. Bác vừa đi cày về đấy à? Ừ, tôi cày nốt thửa ruộng để còn cấy, tranh thủ lúc họ tháo nước vào ruộng. Em thật không hiểu bác đấy. Tiền đền bù đất của nhà bác tính hàng tỷ ấy, ăn cả đời còn trả hết. Sao bác cứ phải khổ sở thế nhỉ? Ôi trời, miệng ăn thì núi lở, tiền tỷ mà không biết tiết kiệm chắc bớt thì cũng hết. Mình là nông dân, sống nhờ đất. Giờ người ta lấy hết đất rồi thì biết làm gì để kiếm sống. Phải biết tiết kiệm chứ chú. Hồi xưa bố mẹ đã dạy anh em mình thế rồi còn gì. Bác nói thế nào chứ, tiền ấy ăn xài đến hết đời bác mà sao hết được. Bác về lo xây nhà, sắm sửa trang hoàng nhà cửa, rồi hưởng thụ cuộc sống đi thôi. Tôi nghĩ nhà có ít người, xây cái nhà vừa đủ thôi. Sau đó dành tiền gửi tiết kiệm cho các cháu ăn học. Tôi và nhà tôi sẽ làm thêm nghề tráng bánh, trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Đúng là mãi chả thoát khỏi cái lũy tre làng. Bác mãi không thoát được cái tư tưởng trồng lúa. Thế này á thì bao giờ làng mình mới thành phố được. Vâng, tôi cứ ăn chắc mặc bền vậy. Chú ra đồng giúp thím đi, tôi về đây. Đúng là hai lúa, quê một cục. Giờ có tiền thì phải thay đổi phong cách đi chứ. Hôm nay xã mở lớp dạy nghề cho bà con. Ông không đi học hả? Sao mà phải học? Học cái nghề sửa xe máy á, rồi dầu mỡ bám tay cả ngày. Giờ nhà mình có của ăn của để rồi, sao phải khổ chứ? Phải lo xa chứ ông. Mà mấy cái cây cảnh mấy trăm triệu ông sắm thế kia lãng phí quá. Mấy cái đó không cần thiết. Bà đúng là sướng mà không biết đường hưởng. Thế chết có mang tiền đi được không? Hưởng thụ đi. Đó, mình xem. Bác Năm chăm chỉ thế kia chứ ai như mình. Sao hai anh em ruột mà tính tình khác nhau thế chứ? Cái lão gàn dở. Tiền có chất đống còn không biết đường hưởng thụ. Ông thật là. Ông Tử ơi, có nhà không? Ông cứ đàn đúm tụ tập với mấy lão lông bông ấy đi, chẳng hay ho gì đâu. Tôi xin ông cứ gần bạc suốt ngày, rồi có ngày của nã đổ nón ra đi hết. Ơ hay, bà có thú vui của bà, tôi có thú vui của tôi, lằng nhằng. Thôi tôi đi đây. Mình về rồi à? Đừng có động vào tôi, lần nào cũng thua, rõ chán. Trời ơi, ông sao lại đổ đốn ra thế này hả trời? Lỗ những gần một nửa, đúng là bọn cắt cổ người. Thôi, hôm nay phải gỡ bằng được cho bỏ tức. Đấy, tôi nói có sai đâu. Ông không chịu làm ăn, chỉ ham cờ bạc. Giờ thì... Bà có im đi không? Hôm nay tôi quyết chơi quả to để lấy lại tất cả. Bà khóc lóc thế đen đủi lắm. Tránh ra. Ông Tư, số tiền ông nợ chúng tôi đã quá hạn một tuần rồi. Giờ ông tính sao đây? Tôi chưa có tiền trả. Các anh thư thả cho tôi ít bữa. Anh còn căn nhà này, giờ viết giấy gán nợ đi. Không được. Đây là mảnh đất hương hỏa ông bà để lại, tôi không thể bán nó. Ông định giở trò à? Có chuyện gì thế? Các anh đánh người, tôi báo chính quyền đấy. Ông hỏi nó xem.
vay nợ chồng chất không có tiền trả. Bảo gán căn nhà thì không chịu, chúng tôi còn phải làm ăn chứ. Ừ, thôi các anh cứ về đi, rồi sẽ có tiền trả cho các anh mà. Bác, em lấy đâu ra tiền mà trả? Chú yên tâm, tôi có một ít tiền tiết kiệm, sẽ cho chú mượn để trả nợ. Còn căn nhà này thì nhất định không được bán. Được, cuối tuần chúng tôi sẽ trở lại. Đội ơn bác nhiều lắm. Em thật không phải vì trước nay cứ dè biểu khinh thường bác. Đúng là có tiền mà không biết tiết kiệm, ăn chơi hoang phí thì cuối cùng cũng sản nghiệp thôi. Anh em ở trong nhà mà, chú còn khỏe, còn làm được việc thì không lo đói. Từ mai, nếu như chú không chê á, thì sang học nghề tráng bánh đa với tôi, rồi gây dựng lại từ đâu. Cảm ơn bác, bác đã cứu sống em rồi. Đời cha nghèo quá, không để lại được gì cho các con. Giờ cha sắp gần đất xa trời, các con nhớ phải bảo ban nhau mà làm ăn, đừng để khổ như cha. Cha ơi, cha, cha ơi. Quê mình đất cằn sỏi đá, có canh tác thì cũng không được mùa. Hay là chúng ta rời quê đi khai khẩn vùng đất mới? Vâng, em cũng nghĩ vậy. Thế thì mai ba anh em chúng ta cùng lên đường sớm. Anh nghĩ đất đai chỗ này được đấy. Đây là vùng đất thạch nhẹ, đất cát pha, rất phù hợp với việc trồng dưa hấu. Vậy anh em ta dọn dẹp cỏ, khai hoang mảnh đất này, cày cuốc để trồng dưa hấu, thế nào cũng đạt năng suất cao. Vậy chúng ta nghỉ ngơi để mai bắt tay vào công việc thôi. Anh phân công thế này: mai anh rẫy cỏ, chú Hai cuốc đất, chú Út xới luống, như thế cho nhanh. Tranh việc nhàn nhã nhất thế. Chú Hai, chú gánh nước tưới dưa nhé. Còn chú Út, chịu khó đi xung quanh ruộng dưa để xua đám khỉ nhé. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, cẩn thận chúng nó lại phá tanh bành hết bây giờ. Vâng. Mau cút đi, định đến đây phá hoại hả? Không được đâu. Ngày mai anh sẽ lên chợ tìm người mua dưa, các em ở nhà thu hoạch dần đi nhé. Anh cả, sao lúc nào anh cũng nhận phần việc nhẹ nhàng nhất thế? Đúng vậy, anh có biết là thu hoạch dưa vất vả lắm không? Anh đúng là kẻ anh cả bắt nạt các em. Các chú nói vậy mà nghe được à? Anh không đứng ra lo lắng chỉ đạo thì các chú biết đường nào mà làm. Các chú là phận em Út mà dám so bì như thế là hỗn láo. Em thấy anh cả bất công nên mới nói thôi. Cái ruộng dưa này công sức lớn nhất là của em, của anh nữa. Anh gánh nước tưới dưa đến u cả vai. Thôi thôi, các chú đừng có tranh công nữa. Tôi là anh cả, tôi lo lắng nhiều hơn. Giờ ruộng dưa bán đi, tôi phải được phần nhiều hơn hai chú. Phần lớn công của anh ư? Chính là do tôi vất vả cuốc xới, tưới nước dưa mới được xanh tốt. Này nhé, không có tôi mất công xua đuổi thú rừng thì ruộng dưa có được như bây giờ không? Đã thế tôi mặc kệ. Các chú muốn thu hoạch dưa, bán thế nào thì bán. Thế thì tôi cũng không thu hoạch dưa nữa. Các anh muốn làm gì thì làm. Thế tối nay tôi cũng chả thức canh ruộng dưa nữa. Các anh nhận là công của các anh cả thì ra đấy mà canh đi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Chú Hai, chú Ba đâu? Tối qua không ai trong ruộng dưa à? Ai cũng tranh nhau phần hơn, để rồi ra nông nổi này đi. Bây giờ thì công cốc nhé.
Bao nhiêu công sức anh em ta đổ xuống sông xuống bể cả rồi. Thật là cũng tại em cả. Thành quả tới nơi rồi mà không được hưởng, âu cũng là vì cái sự ích kỷ mất đoàn kết mà ra. Mở đường mới. Bố bệnh nặng chắc là chẳng thể qua khỏi đâu. Bố đừng nói thế. Bố gắng giữ gìn sức khỏe bố ạ. Bố mẹ làm lụng cả đời, mất đi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có hai mảnh đất. Mảnh phía đông thì bố sang tên cho anh cả, còn mảnh phía tây á thì sang tên cho anh thứ. Các con tùy ý sử dụng và bảo ban nhau mà làm ăn. Bố, xin bố cứ yên lòng, chúng con sẽ luôn yêu thương và sát cánh bên nhau. Các con biết vậy, bố có thể yên tâm mà về với tổ tiên rồi. Mình ơi! Sao, có chuyện gì vậy? Mình à, tôi vừa đi qua làng bên, thấy họ kháo nhau mảnh đất phía đông bên nhà bác cả, sắp có con đường lớn chạy qua đấy mình à. Vậy ư? Đen nhỉ? Giá mà nó chạy qua nhà mình thì có phải tốt hơn không? Hay là thế này, mình thử sang lựa lời với bác cả, để bác ấy đổi cho mảnh đất kia xem sao. Nhưng lúc bác ấy chưa biết. Làm thế có được không? Sao lại không được? Cứ làm thế đi. Sau này bác ấy biết, hay có ai nói gì thì mình bảo cũng có biết đâu. Ai mà trách được. Cô chú muốn đổi mảnh đất ấy à? Vâng, anh đổi giùm chúng em với ạ. Ngoài ấy đất tốt lắm, anh trồng trọt hay chăn nuôi gì cũng tiện anh à. Thế cô chú tính làm gì trên mảnh đất ấy? Dạ, chúng em đã có dự tính riêng của mình rồi ạ. Mong anh đổi cho bọn em đi ạ. Thôi được rồi, anh em trong nhà, nếu cô chú thích á, thì tôi đổi cho nhé. Ôi, cảm ơn anh cả, anh tốt quá ạ. Vậy mình à, mình ơi, chúng ta mau mang giấy tờ sổ sách, nhờ bác ký cho một chữ, rồi làm thủ tục sang tên đổi đất ngay đi. Vì chứ đất đai giấy tờ sổ sách là phải rõ ràng. Gớm, đất đai chứ có phải cái gì đâu mà sợ nó rơi mất. Nhưng thôi, cô chú cứ mang giấy tờ sang đây. Dạ, thì em cứ nói vậy. Mấy nay chăn nuôi, giá lợn gà đều thấp quá, chẳng đủ tiền mua thức ăn cho chúng, gay quá. Ai ngờ được là mảnh đất đổi cho chú ba lại có đường nhựa chạy qua. Giá ngày ấy không đổi chác thì... Hay là chú thím ấy biết trước như vậy, nên sang đổi đất cho nhà mình nhỉ? Làm gì mà biết trước? Mà thôi mình à, chớ có nghi kỵ chi cho mất tình anh em. Mà nếu có như vậy thật, thì một khi mình đã đổi, cũng không nên lời ra tiếng vào chi nữa cho thêm mệt mình nhé. À mình ơi, hay là thế này, tôi ra nhờ chú thím ấy nhượng lại cho một gian để thằng Quân mở cửa hàng nhôm kính, tăng thêm thu nhập. Chứ bấy lâu nay... Ừ, thì mình ra nói thử với chú thím ấy xem sao. Chú thím đó à? Chị sang chơi đấy ạ. Ừ, chú thím này. Có gì thì chị cứ nói đi. Chị em trong nhà có gì mà ngại? Anh chị muốn qua nhờ chú thím mượn lại một góc đất bên cạnh đường cho thằng Quân nó mở cửa hàng nhôm kính. Chứ bấy lâu nay trong kia làm ăn khó quá, chú thím cho anh chị mượn nhé. Chị ơi, tiếc quá à. Không được rồi, nhà em cũng chuẩn bị mở cửa hàng cho to rộng hơn. Thế này vẫn còn chật quá chị ạ. Vậy à, thôi vậy. Này, cửa hàng đã rộng thế này sao còn mở thêm làm gì? Nói vậy thôi chứ sao có thể mượn đất cơ chứ. Đất giờ là đất vàng đất bạc, sau này muốn đòi có khi lại khó khăn ấy chứ. Mà có lẽ thế thật, đất đai bây giờ tăng giá vùng vụt, biết đâu hai bác ấy có ý đồ gì. Thì mấy nói thật sao mình? Thôi mà bố mẹ, xin bố mẹ đừng buồn nữa ạ. Con được xã cử đi học về nâng cao kiến thức trồng cây theo tiêu chuẩn mới. Chắc chắn sau khi học về,
con sẽ cải tạo lại khu đất nhà ta để trồng những loại cây mới có giá trị và cho năng suất cao hơn. Nhiều năm sau, xem kìa, cây trái nhà anh Quân con ông cả Thảo mùa này lại còn tốt hơn nữa bà con ơi. Ừ, đúng là có học có khác, vụ nào cũng trúng lớn. Phải rồi, chúng ta phải nhờ cậu ấy truyền đạt lại kinh nghiệm cho. Các bác vào trong nhà xơi nước đã ạ. Nhìn vườn cây nhà bác thích quá, vụ này lại được mùa lớn rồi bác nhỉ. Các bác cứ vào trong đây ngồi chơi, đợi cháu nó về, nó bày cách trồng trọt cho. Thằng bé trông thế mà sáng ý lắm. Vâng, được như thế thì còn gì bằng nữa ạ. Bác, thím có việc gì mà nhìn thím thất thần thế kia? Cửa hàng nhà em bị cháy hết cả rồi anh chị ơi. Trời ơi, thật vậy ư? Em cùng đường không biết làm thế nào nữa. Chủ nợ biết nhà em bị cháy, tìm cách đến xiết nợ. Em cũng không biết phải làm sao hết. Thế chú ấy đâu? Dạ, nhà em buồn bã quá, phát điên phát rồ. Cứ đứng bên gian hàng đã cháy rụi, khóc than vật vã, rồi chả biết đi đâu nữa. Chết thật. Thôi bây giờ mình đưa thím vào nhà nghỉ ngơi, để tôi đi tìm chú ấy về. Tạm thời chú thím cứ ở đây đã. Còn nợ nần gì sẽ dần dần tính cách tháo gỡ. Quá lắm, tôi bán miệt vườn này, cũng dồn được một khoản. Đã bảo vậy, gì mà thím cứ khóc nức nở thế? Vâng, hai bác tốt với chúng em quá. Vậy mà trước đây, xin lỗi hai bác, chúng em... Thôi, chuyện cũ thím nhắc lại làm gì? Anh em một nhà, lọt sàng xuống nia cả. Giờ hoạn nạn thế này, phải đùm bọc lấy nhau chứ. Chúng em thật có tội với các bác. Thôi, tôi đi đây. Sự tích bộ lông nhím. Ngày xưa, xưa lắm rồi, thuở các thiên thần vẫn thường xuống hạ giới thăm thú nơi nơi. Chị ơi, mấy hôm nữa có hội hoa đào ở thiên đình, chị cho em cùng đi với nhé. Ừ, tiếc quá, em không nói sớm, ta lại hẹn với em Thỏ cùng em ấy đi rồi, mà số lượng khách đến tham dự bị giới hạn, hẹn em dịp khác nhé. Hừ, lại là con Thỏ ấy. Nhắc Thỏ nhé, đi lễ hội hoa đào vui lắm đấy, mấy năm mới tổ chức một lần thôi. Năm nay có nhiều lễ hội lắm, ở tại khu rừng của chúng ta sắp tới cũng sẽ có nhiều lễ hội để tất cả muôn loài cùng tham gia mà. Thật thế sao? Thế thì tuyệt quá rồi, mà sao Thỏ biết được hay thế? Thiên thần hoa nói với mình vậy mà. À đúng rồi, mấy hôm trước tớ cũng nghe thần gió nói. Tức quá, sao dạo này các thiên thần lại thân thiết với bọn chúng thế chứ? Chẳng qua nhờ mình chuyển đến sống khu rừng này nên các thiên thần mới đến, bọn chúng được hưởng phước lây mà thôi, thật đáng ghét. Không thể để như thế được, mình phải là người duy nhất được yêu quý chứ. Loa loa loa, muôn loài chú ý, thiên thần mùa xuân vừa thông báo cuối tuần này hội thi chạy sẽ diễn ra, tất cả các loài đều được đăng ký tham dự và phân thành ba tốp chạy chia theo loài, sẽ có thông báo cụ thể sau. Giải nhất hội thi này sẽ là một chuyến du lịch xuyên thiên đình với thiên thần mùa xuân. Tuyệt vời quá, về luyện chạy đi mọi người ơi, cuối tuần là thi rồi đấy. Nói về chạy ấy mà, rừng này ta là nhất. Không ngờ con Thỏ ấy lại chạy nhanh đến thế cơ à. Này các bạn, ai gọi đấy? À thì ra là Nhím. Có chuyện gì thế anh Nhím? Đường thi chạy cuối tuần này là ở đâu ấy nhỉ? Mọi người được thông báo chưa? Tôi nghe thiên thần Hoa bảo chúng ta sẽ cùng tốp chạy đầu tiên đấy, bao gồm Thỏ, Nhím, Sóc, Nai. Đường chạy sẽ được tính từ bờ suối đầu rừng cho đến phía bìa rừng. Chiều nay sẽ có thông báo cụ thể. Tức thật, con Thỏ ấy còn biết trước cả mình cơ đấy. Cậu có muốn cùng luyện chạy với bọn tôi không? Lại đây chạy cho vui. Không, tôi không rảnh, mà sức các cậu chạy còn thua tôi nhiều. Chạy cùng nhau thế nào được?
thấy cậu nhím này kêu thật nhỉ? Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Sẵn sàng, cháy. Cố lên thỏ, cố lên sóc vàng, cố lên, tăng tốc đi. Nhiếm đã giành chiến thắng. Tại sao chỉ có mình Nhiếm biết tránh đường gai thế? Nhất định là có mờ ám gì. Các anh đừng có nói bừa. Chạy thì cũng quan sát chứ. Cứ cắm đầu cắm cổ thì ráng chịu chứ sao. Để xem mắt các người có đủ tinh không. Trời, không ngờ Nhiếm lại bẫy bạn bè như thế. Đúng là Nhiếm quá ích kỷ và độc ác. Đây là hình phạt dành cho ngươi. Từ nay, ngươi phải mang trên mình bộ lông đầy gai nhọn này. Xin hãy tha cho tôi, cầu xin người. Đáng đời lắm, sao lại có thể hại bạn bè như vậy chứ? Vì Nhiếm mà mùa xuân này không còn gì vui nữa rồi. Kể từ mùa xuân ấy, Nhiếm luôn mang gai nhọn bên mình. Không còn bộ lông trắng muốt như trước nữa. Chẳng ai dám lại gần Nhiếm. Nó phải sống cô đơn, chui rút trong hang để trả giá cho sự ích kỷ, mưu mô của mình. Hoàn lương. Em xem xét kỹ tình hình rồi, nhà này cũng không khá giả gì, nhưng chắc cũng phải có ít của để dành. Hai vợ chồng người con đi xuống núi bán củi sáng mai mới về, chỉ còn ông cụ ở trong gian nhà chính. Được, có ít còn hơn không. Lấy được tiền ta sẽ gửi về cho mẹ một ít, rồi anh em ta cao chạy xa bay. Để ta đột nhập vào trong, ngươi ở ngoài này canh gác có gì báo động ngay. Vâng, em biết rồi. Rồi im, cấm kêu, lấy hết tiền trong tủ ra đây mau. Bằng không thì ta sẽ lấy cái mạng già đầy của ông. Nhanh lên, còn nhìn cái gì nữa, muốn chết hả? Tiền ở trong ngăn kéo dưới, trong tủ không còn tiền. Sao chỉ có bấy nhiêu thôi, tiền dành dụm đâu hết rồi, khai ra mau. Ta đã đến đường cùng rồi, nên chẳng ngán điều gì nữa đâu. Cả nhà lão chỉ có chút ít đó để dành tiền mua gạo. Hai đứa con nhà lão chỉ trông chờ vào mấy ruộng ngô. Với tiền bán củi thì làm gì có tiền của dư giả gì chứ. Lão chỉ có bấy nhiêu thôi, không dám nói sai lời. Canh hai rồi, trời sắp sáng. Ngươi còn tốn thời gian lục lọi đống đồ cũ làm gì? Ngươi có thể cầm hết chút tiền của lão đi, nhưng xin hãy để lại một ít, vì gạo của nhà lão đã hết. Nếu ngươi không để lại một ít, ngày mai lão sẽ phải nhịn đói mất. Chỉ cần một ít vừa đủ bữa cháo ngày mai là được. Ngươi không để lại cho lão chút tiền cũng được, nhưng lấy được đồ vật của lão cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ. Cảm ơn. Quả thật không phải người đã mất hết nhân tính. Chắc người gặp phải chuyện gì mới đi tới đường cùng con đường phi pháp này. Thôi, người đi nhanh không trời sáng. Tên cướp này táo tợn thật, toàn xông vào nhà giữa nửa đêm. May quá, hắn bị bắt rồi. Từ giờ không phải nơm nớp lo sợ nữa. Xin hỏi ông, đêm hôm qua có phải tên này đã đến đây cướp tiền của ông không?
hắn không cướp đoạt tiền của ta, là chút tiền nhỏ ta cho hắn thôi. Sao lại thế? Rõ ràng hôm qua người của ta nắm rất rõ hành tung của tên này. Hắn đã đột nhập vào nhà của ông và mấy nhà nữa mà. Ta không biết hắn là tên cướp. Hắn có ngỏ lời xin tiền ta thôi. Trước lúc hắn rời đi, hắn cũng nói tiếng cảm ơn ta rồi. Như vậy, vụ việc hôm qua hắn chỉ cướp có một nhà. Giải hắn về huyện đường xem xét thật kỹ, xem hắn đã gây ra bao nhiêu vụ trước đây rồi. 5 năm sau. Anh là... Con là tên cướp năm xưa đột nhập vào nhà ông giữa đêm. Nhưng thay vì có thể kể tội con và đẩy con vào đường cùng, ông đã giúp con thoát được tội nặng đêm hôm đó. Trên đời này không có chuyện gì là lạc lối, không thể quay đầu lại. Không có chuyện gì là sai lầm, không thể sửa chữa. Chỉ cần con giữ được tính thiện của con, thì nhất định sẽ có con đường trở về. Ta chỉ giúp con thoát một tội nhỏ, có đáng là bao. Còn tội của con gây ra, con vẫn phải chịu mà. Vâng, sau đó con đã bị phán mấy năm tù sai. Sau khi ra tù, con đã khuyên bảo rất nhiều anh em con quay trở lại con đường lương thiện. Giờ con đến đây xin cảm ơn ông. Không hẳn vì ông giúp con thoát tội, mà chính lòng bao dung của ông đã giúp con thay đổi suy nghĩ, giúp con thay đổi cuộc đời. Con xin hoàn trả lại ông số tiền hôm đó. Đây hoàn toàn là tiền con đã tự tay kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt lương thiện. Con đã hiểu được như vậy là đúng lắm. Đến hồ nước rộng thế mà giờ không còn giọt nước nào. Bọn mình đã đi tìm khắp nơi rồi, phải làm sao bây giờ? Không có nước, chúng ta sẽ chết dần chết mòn hết. Hay là bọn mình cùng nhau đào giếng lấy nước ngầm đi. Ý kiến của khỉ hay đấy, chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Hay đấy. Các cậu tưởng đào được trúng mạch nước ngầm mà dễ à? Đào được một cái giếng, mất công mất sức lắm mà chưa chắc đã có nước. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn cách đó thôi, nếu không chúng ta sẽ chết. Khỉ nói đúng lắm, chúng ta mau đi lấy dụng cụ và đào giếng thôi. Đào giếng, mệt chết thì có, khô cạn thế này lấy đâu ra nước? Chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé. Chúng ta đào chỗ này đi, tớ nghĩ sẽ dễ có mạch nước ngầm đấy. Kìa thỏ, sao cậu không cùng đào giếng đi? Tớ nghĩ sẽ không có nước đâu, đào làm gì cho mất công. Phải thử mới biết chứ, mùa khô còn kéo dài lắm, nếu không đào giếng chúng ta sẽ chết. Nếu cậu muốn có nước thì hãy vào đây, đào giếng cùng bọn tớ đi. Các cậu đào thì cứ đào đi, còn tớ thì không đâu, mệt chết đi được. Cậu không chịu tham gia thì đừng dùng giếng này nhé. Tớ cóc cần, sương đêm động trên cỏ cũng đủ cho tớ dùng rồi. Thôi kệ cậu ta đi, chúng ta làm việc tiếp. Hoan hô! Có nước rồi, có nước rồi, hoan hô! Hả? Họ đào được nước rồi sao? Biết thế mình cũng đào có hơn không? Khát quá rồi, hay mình mặc giày ra xin các bạn ấy? Không được, thế thì mất mặt lắm. Mình đã nói với họ là mình không cần rồi. Có cách rồi. Chả phải đào giếng gì cho mệt cái thân, thế mà vẫn có nước dùng. Bọn ngốc ấy sẽ không bao giờ biết mình đi lấy trộm nước trong đêm. Các cậu có biết không, tớ nghi ngờ gã thỏ lười biếng hàng đêm vẫn đi lấy trộm nước. Tớ cũng nghĩ thế, không tiếc gì nước giếng. Nhưng một kẻ lười biếng xấu tính như cậu ta, phải cho cậu ta một bài học mới được. Vậy thì đêm đến, chúng ta phải nấp để theo dõi. Nhưng cậu ta đi giờ nào, chúng ta sao mà biết được? Chả lẽ phải đợi cả đêm sao?
không cần phải theo dõi gì cả cho mất công. Tớ có cách này hay hơn. Các cậu lại đây. Hả? Có người. Ai đi lấy nước giờ chứ? Một kẻ ăn trộm giống mình sao? Mình đợi một lúc nữa xem sao. Tên kia là kẻ nào mà cứ lì lợm đứng đó mãi? Mình phải lên tiếng đuổi mới được. Đứa nào đấy hả? Ăn trộm nước hả? Mày là ai? Bộ tính ăn trộm nước của tao hả? Tao đánh cho nhừ đòn bây giờ. À, buông tao ra, buông tao ra. Buông ra không hả? Không tao lại đạp cho mày thêm vài cái bây giờ. Mày là ai hả? Buông tao ra, buông ra. Sao kẻ nào lại đặt bẫy mình bằng nhựa thông thế này chứ? Ai cứu tôi với. Vậy là bắt được tận tay cậu đi lấy trộm nước của bọn tớ rồi nhé. Tôi biết lỗi rồi, mong mọi người bỏ qua cho mà cứu giúp tôi. Tha thì tha, nhưng hãy nhớ lấy bài học này. Lười biếng, xa rời mọi người chỉ có chết thôi Thỏ ạ. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người lắm.